Nâng cấp ngực như một superhero với 4 bài tập không dễ nhưng xịn. Không bao giờ là quá muộn để có bộ ngực trong mơ, chỉ cần anh em muốn, bài tập ngực sau có thể giúp anh em sở hữu bộ ngực to, đẹp chẳng khác gì các nhân vật trong phim siêu anh hùng. Để có bộ ngực cắt nét, body cơ bắp, ngoài việc tập luyện chăm chỉ, chúng ta còn phải biết cách tập luyện thông minh. Đến phòng tập thể dục bao nhiêu chưa chắc đã là tốt, nâng cao hiệu quả mỗi buổi tập mới là điều chúng ta sẽ nói đến hôm nay. Đừng lo nếu anh em chưa quen hết các thiết bị phòng tập, định hướng tập luyện mông lung như một nỗi hoang mang. Ở đây chúng ta có những cách tốt nhất để việc chuyển đổi bài tập của anh em đạt kết quả như mong muốn. Exercise 1, Single Arm Isolation, Plank Hold plus Hand Release Push-Up. Thực hiện 8 rep, 20 giây mỗi tay, nghỉ 10 giây giữa các rep. Trong khoảng 20 giây đầu tiên, giữ tư thế plank cao, lực dồn vào tay trái, chứ không phải cả hai tay. Nếu cần thêm hỗ trợ, hãy đặt ngón trỏ phải xuống đất để có thêm sự cân bằng, nghỉ 10 giây. Trong 20 giây thứ hai, thực hiện càng nhiều động tác chống đẩy càng tốt, hạ thấp ngực xuống đất, giữ cho co và mông gồng. Nhấc tay lên khỏi mặt đất trước khi đưa người trở lại tư thế chống đẩy, anh em cũng có thể thực hiện những động tác với đầu gối hạ xuống sàn như một phiên bản nhẹ nhàng hơn, nghỉ 10 giây. Lặp lại động tác, và lần này đến lượt tay còn lại. Exercise 2, Chest Press with Single Arm Press Superset. Thực hiện 4 set, nghỉ 60 đến 90 giây giữa các set. Với bài tập này anh em sẽ cần một bộ tạ tay và một chiếc ghế tập, bắt đầu bằng cách nằm ngửa trên ghế và nâng tạ lên đến mức tay duỗi thẳng trên ngực, thực hiện 10 rep chest press bằng cách đưa tạ xuống ngang ngực và mở rộng cánh tay hoàn toàn, khóa tạ hoàn toàn ở rep cuối, thực hiện 5 rep một tay trong khi giữ các cánh tay còn lại ở chế độ mở rộng hoàn toàn, sau đó đổi cánh tay để hoàn thành rep tập. Exercise 3, Ring Dip, 4-8 đại diện X4 hiệp với 60 giây nghỉ giữa. Lấy một cặp gymnastics ring, vòng treo, và dồn lực vào cánh tay, nâng người lên ở tư thế ring support, khóa mình trên vòng treo và giữ cho vòng sát người. Từ từ hạ người xuống cho đến khi bắp tay chạm vào vòng, sau đó mở rộng tay, nâng người lên. Anh em cũng có thể giảm độ khó cho bài tập bằng cách đặt chân lên một chiếc hộp để tạo đòn bẩy cho chân. Exercise 4, Wide Grip to Closer Grip Push-Up, 3 phút AMRAP, tập càng nhiều rep càng tốt. Bắt đầu ở tư thế push-up, dang rộng hai tay và thực hiện chống đẩy 3 lần, di chuyển hai tay vào trong, rộng bằng vai, khuỷu tay thu lại và thực hiện 3 tiếp 3 lần chống đẩy nữa. Cố gắng thực hiện nhiều rep nhất có thể, nhưng phải nhớ thực hiện tròn động tác, đừng ham số lượng mà bỏ quên chất lượng nhé anh em. Tôi vẫn còn rất nhiều bài tập ngực tập sướng và hiệu quả không kém 4 bài tập trên, anh em tập luôn mấy động tác này cho nó nóng. Chúng ta sẽ còn trở lại với kha khá bài hướng dẫn tập ngực chi tiết nữa.